xèo bánh phồng xương đốt. Dạ. Vô ngày gan chợ là quý vị gặp liền á. Bánh khọt gì là một phần cũng 10 ngàn luôn hả gì chú? Một dĩ 5 ngàn. Một dĩ như vậy có 5 ngàn hả? Wow. Một dĩ như vậy là chú lột ra là tới thôi. Một dĩ như vậy là có 5 ngàn nha quý vị. Ở đây là hoàn toàn là chú đổ bằng củi hết quý vị. Tô cũng cua nữa quý vị. Một tô vậy là nhiêu tiền tô cô? Dạ. Yeah. Wow, một tô 15. Mấy chị chắc làm gạch đó mấy chị? Dạ. Yeah. Là mình làm gạch ở đâu chị? Ở gần đây không chị? Dưới cồn mà. Xong chú đổ ba cái lò củi. Bánh xèo mà đổ cái lò củi nó làm cho cái bánh mình nó giòn hay sao cô? Nó ngon hơn hết cô ha. Đây nè. Quý vị thấy không? Ủa một cái như vậy là bao nhiêu tiền? Cái có 10 ngàn. Cái có 10 ngàn hả? Bạn ơi ghé dữ. Cầu Xuân Đốt dài 21.14m, rộng 5m quý vị. À, quý vị nhìn thấy rất là rộng ha. Ở đây là bụi chuối tới chỗ cầu quý vị. Rồi, mời quý vị mình đi cái cầu nhỏ. Dạ. Cái cầu nhỏ nằm ở cũng cặp Xuân Đốt luôn. Nói chung thì vào chợ thì đi hướng nào cũng được thôi. Riêng về cá nhân của em thì em cũng mới đi lại lần đầu tiên nữa mình. Đây vô vào vô chợ mà gặp con chào cô. Cô ở quán xôi nè, quá ngon luôn. Thằng ơi bánh cam ngon quá ngon cô ơi. Xôi dạ bán con gói xôi cô. Dạ cô bán đây lâu năm chưa cô? Lâu lắm rồi. Dạ. Wow, xôi này là cô nấu nhà luôn hả cô? Dạ. Dạ. Một gói bánh kẹp vậy là nhiêu tiền gói cô? Dạ. Wow, gói bánh kẹp được gì nó có 5.000 nè. Wow, quá xa rẻ luôn á. Quê nông thôn mình ăn 5.000 là no nê luôn cô ha. Dạ, 5.000 là những bụng rồi con ơi. Cô đổ bánh kẹp nhà luôn hả cô? Nhà luôn ơi. Mình nhà không à. Cô cho con hỏi chợ Xuân Đốt này là mình đi thẳng vô cầu đó là tới hả cô? Đi qua cầu vô tới chợ. Dạ, qua cầu là vô tới chợ cô ha. Dạ, 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 được rồi cô. Qua cái cầu lớn đằng đẵng mình cũng đi được đúng không cô? Ngoại đi chợ không ngoại? Dạ. Ủa ngoại đi chợ ngoại đi không đi đường này sao ngoại? Dạ. Ở đây là trước khi mà vào chợ thì có cái cầu Xuân Đốt này gọi là cầu Xuân Đốt trong cái gì cô? Là hai cây là cây nào tôi gọi cây trong cây ngoài gì cô? Dạ. Cái kia thì mới bắt sau này, cái này lâu cô ha. Cô thấy cái đường này cũng chạy thẳng cũng quẹo vô chợ cô ha. Dạ. Trước khi qua chợ thì có cái điểm bán xôi của bà cô. Họ bán cơm tầm. Và wow, quý vị thấy là ở vùng quê mà bán cũng rất là đông quý vị. Không thua gì ở quận nhất quý vị. Khách ngồi sắp lớp quý vị. Bánh mì thịt quả sát. Mời quý vị mình đi thẳng vào chợ thôi quý vị. Quý vị mình cùng đi qua cầu Xuân Đốt trong này thì có chiều dài là có 36m.
Còn chiều rộng cầu thì bị chấm chấm mờ mờ, em không có thấy rõ nữa, nó bay nước sơn cái gì vậy, coi kỹ cái coi, không thấy rõ chiều rộng luôn quý vị, nó bị mờ mờ gì á, nhìn không rõ. Thôi mình đi qua sông luôn quý vị, quá nhiều chuyện rồi. Thì cái cầu Xuân Đốt trong này nó khác cái cầu Xuân Đốt ngoài, là nó có cây dừa quý vị, cây dừa cũng trái cũng xum xơi nè, để em gỡ cây dừa cho quý vị xem. Wow, trái dữ quý vị ha. Và khi mình lên cầu thì có cầu Xuân Đốt, cầu Xuân Đốt nhỏ này thì quý vị thấy là có cái ngã tư nè. Wow. Ở dưới sông thì có nước và ghe tạo rồi đang đậu. Nói chung cái vùng Xuân Đốt này thì thấy bà con làm nãy đi chạy dọc đường, thấy bà con xích chưa xuống sốc chét, bà con làm đất làm gạch tới quý rất là nhiều. Không ngôn tự. Đây là cái đình ở chỗ chợ quý vị, đình gọi là đình Không Môn Tự, và đây là đình Thằng Nhân Mỹ. Wow, quý vị thấy không, hàng rào mới sơn mới chát luôn. Wow, ủa sao để là quận Chợ Mới là sao, vẫn chưa hiểu nha. Ở đây là để xã Nhân Mỹ, Không Nhân Tự, giám hội Phật giáo Hòa Hảo, Không Môn Tự 1970, quận Chợ Mới, vẫn chưa hiểu rõ cái câu chữ quận Chợ Mới. Thôi mời quý vị mình đi chợ thôi quý vị, bây giờ lên thu gồ sạch đó. Xuân Đốt này vậy là tới mấy ngã vô chợ luôn quý vị, mình đi cái cầu mới nãy mình vẫn vô chợ được, còn cái cầu cũ năm xưa thì vẫn vô chợ được quý vị, là cái cầu mới đi qua quý vị. Ơi quý vị, cái hướng phía trước ơi quý vị. Trước là sẽ quẹo vô đó. Wow, ở đây có một đường đi vô nữa quý vị. Đây có con sông nè. Có cái cầu quý vị, đó. Cầu đó gọi là cầu Đồng Đúc. Cầu Đồng Đúc, cái cầu cũng khá là cầu đúc mà nhỏ nhỏ xinh xinh quý vị. Mời quý vị mình vô chợ quý vị. Bởi vì chờ đợi lâu nữa sẽ tiến thẳng vào chợ. Wow, chợ này lớn lắm nha, thấy trước tiên là thấy vô đây là thấy bà con ăn cháo rồi rất là đông, cơm nữa quý vị. Đây là quán cơm Quế Trinh, quán này cũng thấy bán cũng rất là đông, mấy em chuẩn bị tụ trường, bữa nay chắc tụ trường quá. Đây là mấy em tụ trường nè. Thôi mời quý vị mình vào trong thôi. Giờ mình kiếm điểm gửi xe quý vị ạ. À, hình như thấy ông chú ông lấy cái bờ phấn ông bôi bến kìa, chắc là cái điểm giữ xe bến, chạy bến rồi mình phải không nữa, qua thử coi. Ông bôi là thấy chắc giữ xe gì mới bôi, không ghi số ông bôi rồi. Wow, chính xác. Đúng rồi, góc quan sát của em cũng khá là gọi là có một cái thiên nhãn gì đó, nhìn một cái là biết liền luôn. Giữ xe đậu đây hả chú? Dạ đúng rồi. Đây quý vị đã đến chợ quý vị, mời quý vị mình cùng tham quan một vòng chợ nha. Ở ngoài trước thì thấy có đoàn xe ngựa của ông chú Út tôi rồi, cũng đang đăng ký lô ở đây để xe ngựa. Đây có bà ngoại với ông chú bán khoai cao nữa, để qua bên đây tham khảo chút xíu việc.
Wow. Có pha cao nhỏ rồi. Wow. Thấy con ngoại bán bánh này. Wow. Tiến thẳng vào chợ quê. Trong mình sẽ thấy có những cô xôi này là chỉ mới lấy ra luôn, bài khói nguồn ngút luôn. Xôi này gọi là xôi gì chị? Xôi nếp hang hả chị? Ở trên ngoài xôi thì chỉ có bán là thấy là có pate chả lụa chị ha, bán bánh ướt nữa hả chị? Này chị mới sắc luôn rồi, chắc chị bán ở đây đông dữ lắm mà thấy chị sắc là pate chả lụa mà chị sắc nguyên một mâm như vậy là quá xá luôn á. Wow, chị kim luôn, bún thịt xào luôn. Vậy là mình cũng bán mấy món chị ha. Dạ. Yeah. Wow, này thấy có hủ tiếu mì của con chào ngoại. Dạ. Bán đỡ không ngoại? Đây là ngoại quán hủ tiếu với cháo ngoại. Con quay YouTube ngoại. Dạ. Ăn gì không? Dạ, có gì chút xíu con ra. Ở đâu qua quá vậy? Dạ, con ở bên bên chợ mới bên đây nè ngoại. Cũng ở gần đây mà. Đây là mình bán một tô gì là nhiêu tiền tô? Dạ, wow. Cũng rẻ, nhìn cái mâm thịt của ngoại nhìn rất là bắt mắt quý vị. Lòng. Đây thì bà con đi làm gạch nhiều quá. Chị này là ăn đã đi làm mấy người. Để ớt không? Dạ, ở đây là bà con làm gạch nhiều không ạ? Dạ. Ở đây bán một tô có 15 ngàn à, quá rẻ chú. Dạ. Chút xíu ra thưởng thức tô mới được. Thấy tô cũng là ở đây cũng là ngoại quán, cái tô cũng bự lắm quý vị. Nhỏ ấy nuôi hay gì? Ơi. Chợ Sơn Đốt này rất là rộng quý vị. Ở đây thì có mấy bà chị bà ngoại ngồi ăn nè. Ngoại ăn ơi. Mấy chị chắc làm gạch có mấy chị? Dạ. Là mình làm gạch ở đâu chị? Ở gần đây không chị? Dưới cồn. Tại em kiếm điểm em quay mấy chị cổng gạch nè. Mà em kiếm không gà không gặp thì mới chỉ cổng. Dạ. Có nên ít cổng hả chị? Xuống máy giờ nghỉ cổng luôn hả cô? Nghỉ cổng rồi. Wow, vậy là giờ nghỉ cổng rồi, vậy là mình chỉ chắc thôi cô ha. Dạ. Tại chạy xuống tới dưới vỏ luôn. Ủa vậy là mình chắc mình tính tiền sao cô? Tính tiền đó. Tính đất tính công quá chứ mình đâu tính tắng hay gì cô? Tính theo mua là theo. Dạ, thường thường chắc tính theo muôn cô ha. Dạ. Dạ. Ơi con chúc cô ngon miệng nha. Chúc mấy chị ngon miệng. Con đi. Dạ. Dạ dạ cô. Cái quán hủ tiếu của bà cô thứ mấy cô? Cô Tư vừa bán đông quá đông quý vị ơi. Đi vô chợ Sơn Đốt là gặp liền. Thấy khói hoài mà nám hết trơn ở trên là biết cô bán lâu năm lắm hả cô? Dạ. Con đi cô ơi. Chút xíu con ra. Đây là đầu chợ Sơn Đốt quý vị. Đầu chợ cũng rất là rộng luôn á. Bà con bán đồ cũng rất là nhiều luôn. Bán từ
hủ tiếu mì rồi từ bánh trái rất là nhiều. Tại ở đây bà con lao động á, làm gạch rất là nhiều. Dạ. Bên đây có bà con, chào cô. Cô bán bánh xèo hả cô? Wow, ở đây chào chú. Con quay cái nhân này quá xá rồi. Bạn ơi. Ồ chú đổ cái lò củi kìa. Vô chạy sân đón lại quý vị xem muốn ăn bánh xèo, quý vị sẽ gặp ngay là ông chú đổ ba cái lò củi. Bánh xèo mà đổ cái lò củi nó làm cho cái bánh mình nó giòn hay sao cô? Nó ngon hơn hả cô ha. Đây nè. Quý vị thấy không? Ủa một cái như vậy là bao nhiêu tiền một cái cô? Cái có 10 ngàn hả? Bạn ơi rẻ dữ hả? Cô đổ sẵn một cái gì 10 ngàn quý vị. Wow. Này. Dạ. Cái 10 ngàn hả cô? Một cái 10 ngàn. Dạ. Cái 10 ngàn mà có tép nè. Tuy nhiên cũng sắn rồi có thịt nữa. Rồi cô bán cũng đầy đủ á. Ủa rồi cô bán bánh xèo, cô bán bún luôn hả cô? Đây thấy có bún nữa nè. Bánh tằm. Bánh tằm chứ rồi. Cô phân bọc sẵn luôn quý vị. Hỏi kênh gì nè, hỏi kênh gì dạ. Đây dạ. Khoảng chiều lên rồi cô. Dạ. Ở đây là chú đổ rồi cô ra cô múc nhân ra quý vị. Nhân ra diện cái gì 10 ngàn là có thịt có tép. Này là chú đổ ba cái lò củi luôn. Wow. Một ngày là mình bán khoảng chừng bao nhiêu phần có nhớ không cô? Dạ. Ở chợ này chắc bán sớm hả cô? Còn... bán sớm bán 8 giờ hết rồi. Dạ, vậy là hơn 6 giờ là cô dọn ra bán không? 4 giờ. Dạ, 4 giờ là cô dọn ra bán hả? 4 giờ dọn ra đổ rồi. Dạ, vậy là 4 giờ, vậy là chợ này cũng có sớm lắm cô ha. Qua wow. Ở bên đây bánh lọt nữa nè, để cô vô con coi coi. Bánh xèo, bánh lọt, xin đốt. Dạ. Vô ngay gan chợ là quý vị gặp liền á. Bánh khọt gì là một phần của 10 ngàn luôn hả gì chú? Dĩ 5 ngàn. Một dĩ như vậy có 5 ngàn hả? Wow. Một dĩ như vậy là chú lột ra là tới 8 cái luôn quý vị. Có 5 ngàn à. Đây là chú thay dầu chú lỗ tiếp quý vị. Một dĩ như vậy là có 5 ngàn nha quý vị. Đây là hoàn toàn là chú đổ bằng củi hết quý vị. Cái củi này canh lửa nó cực lắm hả chú ha. Dạ. Lửa mà chụm củi cũng rất là cực nữa. Nhưng mà cái bánh nó để lại là nó ngon hơn quý vị. Ở đây là một chảo bánh bánh khọt kìa. Hai chảo bánh khọt mà có một chảo bánh xèo hả chú? Quý vị thấy là chú rất là tỉ mỉ quý vị. Trong cái việc là có miếng khác là chú sẽ cắt ra liền. Đừng cái bánh nhìn cho nó bắt mắt hơn và nó gọi là mình ăn nó cũng an toàn hơn quý vị, nó không có bị khét á. Quý vị. Chú rất là tỉ mỉ quý vị. Rồi con cảm ơn nha chú ơi. Dạ. Này quý vị thấy là. Dạ. Wow, cái rất là thơm phức cái mùi bún. Bún cua hả cậu? Dạ, wow, cái nồi súp này. Quá xá quý vị ơi. Này quý vị đây tô bún cua nữa quý vị. Một tô vậy là nhiêu tiền tô cô? 15 ngàn. Dạ. Wow, một tô 15 ngàn mà đầy ấp luôn quý vị. Đây, quý vị thấy là có chả nè, cua nè. Wow, cực kỳ luôn. Nói ra bà con ở đây bán đồ ăn rất là đông và nhiều luôn á. Bán thấy là rất là ngon luôn. Này, ghê ghê luôn. Cũng mị đó. Mày đó trời. Đây nè, cô em bé nè. Đây đưa đi dậu.
ba khía bé đó ngoài đâu gì đó. Cô đã bán khách cũng rất là đông quý vị. Khoảng nãy giờ cũng tại vì mình đi vào phía trong. Trong mình thấy có còn xe bán quá nè. Đây. Ở trong thì rất là đông quý vị ơi. Đây thấy có là chị bán núm. Bán đồ chai rất là nhiều luôn. Kế bên bà ngoại bà bán bánh trái rồi quá xá. Nè. Wow, đây là đậu bắp mới đổ ra là vui vậy. Quá xá. Dạ. Wow. Đây thấy có chị gái bán bánh đúc quý vị. Nút mặn nè, đứng tầm nè. Quá xá. Rồi. Wow, chợ ở đây rất là đông đúc luôn quý vị. Này. Ngoài sao rất là đông. Đây quý vị, đây là một dòng. Đây là tổng quan một dòng quý vị. Quá xa đồng. Ngoài sao bà con bán buôn bán rất là đông, rất là nhộn nhịp quý vị. Không sáu sáu đâu. Rất là nhiều đồ luôn. Mọi người mình tham quan phía bên một vòng nữa nha. Sao là thấy có cô bán khóm á, khóm như khoai ngọt. Khoai ngọt này bữa nay bán sao cô? 20.000 ký thôi cô. Dạ, để con mở hàng nửa củ thôi con. Lựa củ nào chứ con? Dạ. Dạ lấy nửa củ đó đi. Đây có khoai ngọt có màu rất là ấy đó quý vị. Đây là khoai mì nè quý vị. Đây là khoai ngọt. Dạ. Mọi người mình là đi dài vô phía trong quý vị. Ở đây thấy cũng có khá nhiều bà con bán đồ quý vị. Wow. Chừng thấy bắt mắt rồi. Ở trong là chợ cá và thịt quý vị. Mà tham quan một vòng. Đây cũng thịt heo, thịt vịt. Con mà khía có 8.000 ký hả con? 10.000 ký. Ủa lộn. 100.000 ký. 100.000 ký là rẻ. Tôi năm nay làm gì vậy?
Bữa con hỏi bên kia tới 150 luôn. Dạ. Nó bự gì nè, tao bán 140 rồi. Dạ dạ, bán 140 rồi. Không có tiền ăn qua khía. Không tiền ăn qua khía đâu, quá quá yêu. Con qua khía này cũng bự nha, chứ không nhỏ đâu nha. Nó cũng con đây tôi mua 100 g. Con đây chị 30 ngàn 300 nha. Đó, bỏ con đó đi. Ồ, ba khía này là mình lựa sao cô? Sao lựa, biết cái con nó nặng á, nó ăn nó ngon á. Con đỏ đỏ á. Dạ. Cái con cái mu nó đỏ đỏ gì cô? Con coi thử cô lựa, con thử coi sao. Không á, bí quyết cô lựa đó cho con đi, con không biết lựa nè. Con đỏ đỏ gì nè? Dạ. Đỏ cái nó đỏ là đỏ cái mình nó cả 2 g ha. Nó gì con? Này yếu chút xíu là 300 rồi, bỏ 5 lần là bị hơn. Dạ. Con chăm nó học lại. Dạ. 200 g coi như mình nó đang à. 30 g ha. Có hàng 200 g rồi. Vậy đó. Là cái càng nó đỏ đỏ không cô ha? Dạ. Dạ. Mình nó đó. 200 g. Thôi bỏ 200 g đi bà bác. Bao nhiêu vậy? Vậy thôi 15 g. Hai con thôi. Hai con à. 17 g thêm con nữa 3 g 20. Dạ. Còn ở bên chỗ mới hả cô? Không gửi cô cái cà em. Dạ. Cô về cô bấm lên là chiều nay là có lên đó cô. Dạ. Cảm ơn cô. Dạ. Ở đây chợ cá cũng rất là đông quý vị. Wow. Ủa con khô này con khô gì ngoại? Khô cá rô phi. Khô cá rô phi hả ngoại? Wow. À, sao mà lát sao mà mỏng mỏng ha? Dạ. Đây là ngoại bán cá rô phi luôn quý vị. Quá xá luôn kìa. Cá rô phi nhiêu ký ngoại? Dạ. Phi bự bự không quý vị? Con đi ngoại, cảm ơn ngoại. Ở trong cũng bà con đi chợ quý vị. Wow. Đây gặp cá linh quý vị ơi. Mỗi sáng giờ bán còn cá linh còn nhiêu đây hả con? Còn nhiêu à, cá linh đồng mùa nước nổi quý vị. Mua mấy ký à, thằng cô lập thêm cho. Nói gì đó. Dạ. À, muốn mua mấy ký lập thêm. Cá linh này lặt cũng hơi lâu cô ha. Đúng rồi. Dạ. Qua wow, ở đây này là chỉ còn ở đây nè. Còn này chắc lặt chắc cực dữ á. 1 ký. Mua là phải hơi nhỏ hơi chịu rồi đó. Dạ. Đây quý vị cá linh đầu mùa quý vị. Wow. Cái gì vậy? Dạ. Dạ. Wow, cá này cá phèn hả chị? Dạ. Cá phèn bự bự không quý vị. Wow. Đây bà con bán quá là đông, quá là nhiều luôn quý vị. Bán rất là nhiều luôn. Cặp chết bên đây nè. Tôi thấy chợ Sơn Đốt này là một ngôi chợ cũng rất là bà con bán đồ rất là nhộn nhịp và đông quý vị thấy. Đây em sẽ quay tổng quan một ngôi chợ ở phía sau chợ cá cho quý vị xem. Đây. Wow, cá linh. Đây. Quý vị thấy bà con buôn bán rất là nhộn nhịp, rất là đông luôn. Cho thấy chợ Sơn Đốt này là một cái ngôi chợ cực kỳ là nói là đông đúc. Bà con đi có thể nói là quý vị thấy quá xá luôn. Đi vô mà không biết đi vô đường nào luôn quý vị. Quá nhiều đường vô. Vậy là đồ bán nó cũng rất là đông đúc. Mà đi dài dài ra quý vị. Mọi quý vị dài dài ra phía ngoài chút xíu. Wow, ở đây thấy có bà cô bán cua nè. Wow.
Cua đồng hả cô? Dạ. Cua đồng bữa nay nhiêu ký rồi cô? À, cô lượng bự thì 60, nhỏ thì 50. Thì cô có 60 ngàn ký hả? Bạn ơi, cô bự gì có 60 phải quỳ. Cua nhỏ có 50 phải quỳ. Nhỏ vậy nè 50. Này 60. Quá rẻ luôn á. Là lựa lựa như vậy là 60 ngàn quá ha. Dạ. Rất là rẻ luôn quý vị. Cua bữa nay là giá gì là rất rẻ đó. Dạ. Phía ngoài này cũng bà con bán cá thịt quý vị. Đây là bà thấy bà chị. Chị đang làm cá quý vị. Đây là chuột đồng hả chị? Dạ, qua chơi quay con chuột đó nha chị. Này, chuột này kìa là đất sảy luôn quý vị. Tùy luôn á. Ở đây thì đảo một vòng mà cũng đi ra ngoài quý vị ạ. Chung là chợ rất là rộng lớn luôn, không biết đi đường nào luôn. Quay mà có thể nói là rất là khó khăn khi quá lớn, không biết quay chỗ nào trước luôn quý vị. Cuối cùng thì cũng ra ngoài thì quay tổng quan ở ngoài cho quý vị xem. Và đây là ở ngoài nãy quý vị. Chỗ ông chú với bà cô mới vô mà đổ bánh phọt nãy đó quý vị. Lại mua hai cái ủng hộ cô. Rồi, và hẹn gặp lại quý vị trong video tiếp theo nha. Hứa hẹn sẽ đem đến những trải nghiệm mới mẻ cho quý vị. Chào quý vị mình nha. Bye quý vị.